Chào các bạn, buổi sáng hôm nay thì xe máy Thành Tâm bên mình cũng đón khá là đông khách luôn các bạn đến xem xe, chốt xe và làm hồ sơ trả góp. Đầu tiên thì cô khách này với con của mình đến làm hồ sơ trả góp và hồ sơ cũng đã được duyệt các bạn. Tí nữa mình sẽ qua cái cảnh giao xe cho các bạn nha. Hồ sơ hình như là em này mua một em Winner X màu trắng này nè các bạn. Winner này là Winner V3 nha các bạn. Được duyệt hồ sơ trả góp nè, bây giờ thì làm thủ tục chút xíu thôi thì mình được đem xe về. Đây là hai em khách đang lên hồ sơ góp các bạn. Bên mình đang lấy thông tin để chuẩn bị up hồ sơ. Tại sau khi có kết quả thì mình sẽ cho các bạn biết là khách đã chốt xe gì. Và phía cuối cửa hàng thì bên mình cũng đón được vợ chồng anh khách này đang xem các cái dòng Underbar nữa các bạn. Sachi Rider Sonic ở bên mình. Hiện tại các cái dòng này cũng được hỗ trợ trả góp không đồng luôn các bạn. Hiện tại anh trai đang xem một con Rider màu đỏ đen các bạn. Con này thì 37 triệu thì cũng được hỗ trợ trả góp không đồng luôn nha các bạn. Nhầm các bạn ơi, không phải là Winner V3 này các bạn. Khách được duyệt hồ sơ là một em Fullet 125 màu trắng phiên bản yên đỏ này các bạn, úp trên quay y luôn. Các bạn nhìn thấy xịn sò luôn các bạn. Con này thì chắc chắn là trả góp không đồng rồi, bởi vì hiện tại bên mình chỉ con này bên mình chỉ bán với giá hơn là 30 triệu một chút xíu thôi, lên hồ sơ thẳng luôn, không cần đưa cho ngày nào luôn. Vậy khách cũng đã được đầu hồ sơ con Fullet 125 các bạn. Mặt hàng Fullet 125 này đang cực kỳ hot ở cửa hàng mình luôn. Về bao nhiêu là hết bao nhiêu các bạn. Nhưng các bạn yên tâm nha. Hot thì hot nhưng mà bên mình vẫn về điều hàng Fullet này các bạn cần. Thì cứ liên hệ với cửa hàng mình bằng số điện thoại hotline mà để góc màn hình. Nhân viên sẽ tư vấn các bạn muốn xem màu nào, phiên bản nào bên mình cũng đáp ứng được cho các bạn luôn. Và đặc biệt hỗ trợ cho các bạn trả góp không đồng nha các bạn. Rồi bây giờ là giao xe thôi các bạn. Đây một em Fullet 125 cực kỳ xịn nha các bạn. Chốt Fullet màu trắng xong nè các bạn. Rồi bây giờ tới Fullet màu đen đỏ nè các bạn. Anh khách xem xe và thấy một màu cực kỳ xịn luôn, cực kỳ lạ, không đụng hàng là anh chốt ngay luôn các bạn, không cần chạy thử luôn. Anh nói màu này màu đẹp, anh thích đỏ đen, đỏ bóng và đen các bạn. Đây hai con màu trắng yên đỏ. Khách vừa chốt xong cho khách xong. Giờ tới bên đây một em đen đỏ, khách cũng đã chốt và bây giờ kỹ thuật của mình đang chạy xe về trụ sở một để mà vệ sinh, làm mới lại xe theo đúng quy trình và sau đó giao xe cho khách các bạn. Đây tiếp tục kỹ thuật bên cửa hàng một chạy qua một em Fullet đỏ trắng nha các bạn. Con này khách định xem để mà chọn bữa màu trắng màu đen, nhưng mà cuối cùng thì chọn màu đen rồi. Giờ còn màu trắng này, các bạn thích màu trắng này thì các bạn để lại thông tin hoặc là gọi số điện thoại chốt ngay em nhé, không thôi là mấy ngày nữa là con này lại tiếp tục theo chủ mới đó các bạn. Fullet bên mình bán cực kỳ nhanh luôn các bạn ơi. Sau khi mà đã thay, sau khi vệ sinh và làm mới lại xe thì các bạn, thì bây giờ mình tiến hành check in với khách hàng thôi nè. Vậy là tiếp tục một em Fullet 125 theo khách các bạn. Em vừa rồi là màu trắng, còn đây là em màu đen. Em màu đen này thì cực kỳ đẹp luôn các bạn, rất là lạ và chạy ít đụng hàng luôn các bạn. Con này thì bên mình hiện tại bán cái giá là 33 triệu thôi, các bạn cũng có thể đến hồ sơ và trả góp không đồng luôn các bạn. Vậy là chỉ trong sáng hôm nay thôi thì bên mình đã chốt nhanh được hai em Fullet 125, một màu trắng và một màu đen cực kỳ xịn. Sure, man.